Chào các bạn, trước mặt các bạn là người nấu cháo do Vung Vay sản xuất và cung cấp. Người nấu cháo này thì có dung tích là 70 lít, có công suất điện là 5kW điện 1 giờ, chạy điện dân dụng 220V, chia thành 2 mê so, một bên 2kg và một bên là 3kg. Nồi nấu cháo này thì được sản xuất hoàn toàn bằng inox 304. Tổng chiều cao từ chân cho đến miệng nồi là 90cm. Chiều cao trong lòng nồi là 57. Đường kính của nồi là 40cm và đường kính bên ngoài của nồi là 50cm. Nồi này thì dùng nhiệt dầu để nấu cháo cho nên là cái hiệu suất nấu rất là nhanh. Thời gian nấu thì thường là từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là sản phẩm đã hoàn thành. Nồi này ngoài công dụng nấu cháo ra thì các bạn có thể nấu súp hoặc là hầm xương đều có thể dùng được hết. Đây là cái phần que thăm dầu. Bên đây là cái van xả đáy. Khi các bạn bán hàng xong, các bạn vệ sinh bên trong lòng nồi thì các bạn xả cái phần nước bẩn qua cái van xả đáy này, rất là tiện lợi. Ngoài này là hai cái chiếc áp điều khiển nhiệt, có vai trò đóng ngắt thanh điện trở bên trong. Khi các bạn nấu thì các bạn bật cả hai thanh lên. Khi nào các bạn thấy sản phẩm của mình đã có độ nhừ nhất định thì các bạn tắt đỡ thanh to đi, chỉ để lại thanh nhỏ thôi. Ví dụ như là nấu cháo, mới đầu các bạn bật cả hai thanh lên này, sau tầm khoảng 1 tiếng các bạn tắt đỡ một thanh đi, chỉ để lại một thanh nhỏ này thôi, thì cháo của các bạn sẽ được om và rất là nhừ. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Vung Vay sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0934439112 hoặc số điện thoại 0985322325, hoặc các bạn có thể truy cập vào website vungvay.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.